Rồi, không nghĩ nó ngon mà nó wow vậy luôn á cả nhà. Cái này đó là chắc chắn là quán đã khứa ra để cho nó thấm gia vị vô trong. Thì chắc chắn là nếu mà nói nó không khô là không đúng. Ở ngoài nó cũng vẫn khô nhưng mà ở trong cái sớ thịt đó nè, nghe thấy không? Nó vẫn còn mềm như cái nhà. Trời ăn gì mà sao ngon dữ trời. Chấm này hả? Đúng chấm, đó hả? Chấm muối ớt đỏ hoặc chấm nước mắm ngọt. Trời đất ơi, cái thấy mà cũng ngon đó trời. Cái quán gì là mở lạ kỳ. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Mập Food nha. Và bên đây là anh Võ Sư Lộc cả nhà. Anh Lộc cũng có một kênh YouTube, nếu mà ai chưa có đăng ký kênh Lộc là đăng ký ủng hộ anh Lộc nha. Kênh Lộc thì đang phấn đấu được nút bạc cả nhà là 100.000 sub á. Mong cả nhà sẽ ủng hộ anh Lộc để anh Lộc chinh phục cái mức đó nha. Cảm ơn cả nhà. Còn bên tay phải của Mập đó là bạn Tuấn Anh. Mình hay kiểu như sơn hô thì kêu em Tuấn Anh nhưng mà lên đây giới thiệu là bạn ha. Thì Tuấn Anh là ở đây là Tuấn Anh là thổ địa của Tây Ninh rồi cả nhà. Lên đây là anh em mình lên đây là phải gọi Tuấn Anh ra để Tuấn Anh chỉ quán này quán kia quán nọ rồi Tuấn Anh ha. Rồi, em xin chào cả nhà. Kênh của anh Mập Phúc. Em Tuấn Anh lên kênh của anh là lần thứ hai đó. Dạ lần thứ hai. Dạ. Lần đầu thì bữa anh em mình cũng đi Tây Ninh đó. Bò mâm. Ừ. Hôm nay vô đây có món bò không ta? Có trong đây có cái bò không Tuấn Anh? Nếu mà trong đây quán bò thì anh phải liên hệ em trước, em mua xong rồi em đem cho nhờ quay vô. Ôi, vậy là dính dáng có góc gì trong đây mới được đem đồ ăn vô. Con nuôi chủ quán. Ồ, vậy sao? Chất lượng cho. À, nói chứ lên đây mà được Tuấn Anh dẫn đi là nói chung là cũng là được một cái gọi là một cái niềm vinh hạnh đó nha. Tuấn Anh em dạo này em làm cái gì? Em công việc em vẫn là ký gửi anh. Với tối em bán tối đứng ở chỗ nào? Tối à? em đứng đường MB. Nè thấy thấy đẹp trai không? Ai mà đẹp trai là mập hay chọc vậy á. Mà nó cũng để đưa với em ghê chứ. Đứng đường MB là đường gì? Đường máy bay hả? Không, đường 34 anh. À 34 là đường hồi nãy nè, cái đèn của nó luôn á. Đúng rồi, em đang đứng ngay chỗ. Không, đường nó MB. Xịn nha, dạ. Đường đó. Đúng rồi, đứng đường nó có giá lắm. Đường đó máy bay xịn á. Em vô chủ đề nè. Thôi thôi bây giờ bồi bổ cho em đó để tối rồi em đó còn đi đứng. Rồi thì ở đây thì quán này thì Mập xin giới thiệu với nhà đó là quán Mùi Nu đó. Thì vô tình thôi Mập coi được cái clip review ở trên TikTok, nhưng mà không ngờ là vô đây vô tình là Tuấn Anh có quen với lại chủ quán thì cũng rất là thuận lợi để mình order món đó nha. Thì nãy Mập có nhờ Tuấn Anh là đặt cho Mập là một cái tảng sườn heo đúng không Tuấn Anh? Đúng rồi, sườn heo. Sườn heo nướng lu ở bên đây là rất là nổi tiếng cả nhà, với lại gà nướng lu. Gà nướng lu. Đó, thì ngoài ra còn có nhiều món đồng quê ở đây lắm. Thì mình giờ mình vô mình khám phá thử nha. Nói chung là chủ yếu là hai món đó để coi nó như thế nào mà nó bị gầm gộ trên đây luôn á. Nhưng nhìn mà sườn heo đã lắm. Đáng tiếc là gì không? Sao anh? Là vườn chôm chôm nhưng mà đã thu hoạch trái rồi. Hết mùa chôm chôm rồi. Đi mà đúng cái mùa mà chôm chôm có trái nữa là xung quanh mình sẽ vừa có thể giống như tham quan và hái chôm chôm luôn. Hay giờ còn lá mình ăn lá thử được không? Ăn lá thử được không? Lá chôm chôm thì không biết ăn được xong nhưng mà thôi, khó quá cho qua đi. Ủa sao anh biết hết chôm chôm mình nãy kêu em leo cây làm cái gì? Nè, cái cây này là đang cần chặt nè, anh với em mỗi đứa nhánh là coi như là giúp cho chủ quán đó. Thôi em còn hai con để nuôi, hai con em đỏ hỏn đó nha. Anh suối tầm bậy tầm bạ không anh đâu. Suối cái gì mà cho em ấy đi chứ. Suối toàn là cái gì đâu không mà nói tiếng Anh ha. Rồi thôi mình đi vô trong đó nha. À, quán rất là rộng rãi nha. Cái này là nghĩ là phải chứa có trời, hình như nghe nói là có võng ở trong luôn đó nha.
em muốn dằn dặn dạ, bên kia nữa. Báo quán sẽ dằn cho em cái khu vực trò mình nằm á. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Ôi, ở đây mình thấy có mấy cái lu nè. Chắc mấy thanh niên gà chắc chui vô đây là quá kiếp được rồi đó. Đúng không? Bên cạnh gà anh còn thấy những chú vitamin gâu gâu. Ấy. À, em cái này thì chỉ được yêu thương thôi chứ đúng mình rồi. Không có được đưa vô bụng. Đúng không? Đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. À, nó là chỉ được yêu thương thôi. Trời. Thôi. À, đây 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 đây. À, nàng ấy đã va vào ánh mắt của ta. Trời. Cái này phải rọi đèn vô nó sẽ thấy ánh lửa bập bùng. Hấp dẫn quá. Cái này nóng không ta? Mình cầm lên được không ta? Nóng không em? Ôi. Chút xíu nữa đồ bị phỏng rồi. Nóng à. Em móc lên ngoài. Đối với những cái này thì cái độ nóng nó rất là cao cả nhà. Thôi bây giờ móc cái tảng sườn lên thử đi trước Ý là con nào mình cắt đầu á, mình lấy nó. Đó. Ủa nó cái này là khoảng bao nhiêu trọng lượng khoảng bao nhiêu em? Dạ 1 kg. 1 kg. Ừ. Là 1 kg bên mình bán bao nhiêu? Là 380. 380. 380 nghĩ là cũng hợp túi tiền cả nhà. Mình ra mình mua sườn tươi ngoài chợ đã bao nhiêu rồi đúng không? Đây, ướp cái này là mình ướp cái gì ở trong đây em, mật ong hay là sao? Ướp gia truyền của bà. À là bí quyết là không tiết lộ được đó. Dạ. Ừ. Rồi gà thì mình cũng ướp giống vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Vậy em coi thử gà hồi nãy anh ấy cái đầu của nó. Đây nè, nè con này nè. Đó. Con gà thì giá là sao? Dạ cũng như vậy luôn. Ôi, gà với heo giá chung luôn. Dạ. Nhưng mà gà này trọng lượng bao nhiêu? Chắc hơn ký à? Ký 2. Nó bao gồm còn 1 ký. Ừ. Là có cơm đúng cháy nè, gỏi nè. Cơm cháy với lại gỏi. Rồi heo có tặng kèm cái gì không em? Mắm thấm với lại rau. Mắm thấm. Mắm thấm là để mình quết á, nên là nó có đậu phộng rồi nó có. Ủa em ví dụ như cái tảng sườn này nè, ví dụ khách tới mà muốn ăn là mình cần phải order trước không hay là dạ, là tùy theo. Nói chung là mấy ngày thường á thì vô là 9 giờ là bàn có sườn nè. À, mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ từ 9 giờ tới tối, 9 giờ tối. À, còn bây giờ ở đây là có người đặt hết vô, thấy dạ, quá trời luôn nè. Nói nào. Chung là đặt thì người ta đã tới lấy hết rồi. Trừ khi thứ bảy chủ nhật á, giờ cao điểm á, thì phải đặt trước. 9 giờ tối em đã hết rồi, chiều á, khách muốn ăn á, thì lại quán thì sẽ đặt trước. Mới còn trừ khi quán em hết sớm nữa. Nhưng mà cho anh hỏi cái bài lệ cái là ở bên mình, ví dụ khách vô á, ví dụ như 10 bàn là khoảng bao nhiêu bàn order mấy cái món này? Hai món này. Nói chung là 10 bàn thì theo 10 bàn hết luôn. Thấy không? Cả nhà thấy chưa? Cả nhà thấy chưa? Tôi đi là tôi nói chung là mình làm ẩm thực ghiếc rồi, giống như là có cái linh tính anh. Cái món nào mà nó ngon cái là mình nhìn cái là mình biết liền, chứ phải là mình phải thưởng thức, mình không phải là mình thưởng thức đó mình mới biết nó ngon. Đó. Trời sao tự nhiên cái giờ tôi thấy em có thể là ghép cánh hào quang xung quanh đến được không? Giống như mình thấy miếng sườn là mình biết nó ngon liền luôn á. Ghép cho Tuấn Anh thêm cái cánh nữa nha Bình ơi. Ê. Tiên thần. Rồi thì nói chung là ngoài ra thì ở đây còn món gì có thể giới thiệu không? Giờ test cái nhớ menu không nè. Ở đây em có bao nhiêu món, tổng cộng nhiêu món? Nhiều, nói chung là đồ đồng thì nhiều lắm anh. Chuột nè, ớt. Có gắn không? Lương nè. Gắn thì đặc thì tụi em mới có chứ. Có gà, hoài gà này có con gà mà gà sơn móng không? Dạ không, gà cháo thôi, nè. Ở đây đàng hoàng đó. Ở đây thì nói chung là bán gia đình nữa cả nhà. Nhưng mà nhẫn nhau nhạt được đúng không? Dạ, nhẫn khách du lịch. Nhưng mà mình là em là chuyên về quay này luôn hả? Dạ không có, em là nhân viên ở đây thôi. Quay này là sẽ có một người phụ trách cái việc quay này. Không, em nhìn bạn chắc không, nghĩ bạn chắc chắc nghĩ bạn là cũng quản gia hoặc là kiểu như quản lý gì ở đây cũng cao cao hơn xíu á, đúng không? Dạ nói chung là em chỉ phụ người được gì được. Để cái lên được quản lý ở đây á là em biết giống như là ở trong Thiếu Lâm Tự á. Là sẽ để hai tay vô cái lương hương bự này không cái đó cái anh cái đó là ra bên ngoài công viên gia đình nó làm siết quá phải ấn cái dấu lên cái bắt này nè là mới là được quản lý thôi thì cái đó thì cái nhà vô cái nhà tìm hiểu sâu hơn thì cái nhà vô quán Mười Nu cái nhà địa chỉ hả địa chỉ là quán sân vườn Mười Nu địa chỉ là Ninh Hòa Ninh Thạnh thành phố Tây Ninh. Rồi. Chỉ có Tuấn Anh thì mới biết cái địa chỉ cụ thể thôi, còn mình thì mình cứ lên Google. Cứ lên Google search là quán anh Mười Nu là sẽ ra. Đó, thì cái đó là kinh nghiệm để mình đi mình kiếm địa chỉ đó cả nhà.
nhiều khi nó chẳng vô mấy cái đường mà lầy lội cũng có khi chẳng. Các em đi xuống lộn với quán chôm chôm cũng có một cái quán giống tụi em nữa mà à. tên gì á chôm chôm quán à chôm, không chôm. Mười nâu khác chôm chôm quán là mười nâu là quán gốc là không có chi nhánh gì hết á không có chi nhánh còn quán kia có chi nhánh rồi vậy thì bây giờ ngoài cái này ra thì bây giờ mình sẽ ra mình coi cái menu có gì để mình order. Nói chung là hôm nay ưu tiên đồ đồng nha, ví dụ như chuột đồ này kia, đồ cá đồng đồ này kia, chứ mấy món thịt heo rồi với lại cái gì ớt đồ này kia. Ở đây là mắm ba khía. Không ba khía nhà anh bán mắm khía nhà mắm nhiều quá nó rụng hàng không được. Rồi thôi giờ ra đi ha. Đi thôi. Ok giờ cho anh một anh quản lý được không? Được anh. À, phỏng hả? Anh không. Em yên tâm đi anh vậy hơn. Thích miếng nào là lượt luôn nè. Bây giờ anh quỷ quyền cho Tuấn Anh đi. Em thường em thường ăn đây không? Em ăn suốt luôn đó. Ăn suốt luôn thì em lựa cho anh miếng ngon đi. Quá uy tín rồi. Nó chừng nóng nha Tuấn Anh. Nóng anh này. Thôi đồng giá hết rồi em. Dạ đúng rồi. Vậy là cắt em, bằng ký hết rồi. Cái nó lạnh. Rồi kinh nghiệm này mình nó nếu Linh thấy cái mỡ nó nhiễu xuống lửa không nó kêu xèo 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 á. Tuấn Anh nó lựa mỡ là biết là nó sẽ mềm á. Nó đúng mềm hơn xíu. Còn thịt nhiều quá nó khô. Ok. Còn nó mỏng quá nó khô á. Mỏng quá kiểu như nó không còn cái độ. Rồi ra sườn. Rồi. Ra sườn rồi mình cũng ra bàn luôn đi. Là con gà luôn nha Bin. Rồi ok. Nói nghe nè, bây giờ cái đó chặt cái đó không ta? Không, ra ngoài đó mình cắt luôn, em cắt cho. Rồi rồi, ok. Với gà cũng để cho nó xé luôn nha. Ra ngoài đó cắt rồi cả nhà ơi, món đã ra hết rồi cả nhà. Thì ở đây Mập kêu tổng cộng là ở đây là 6 món. Nhưng mà 6 món này là kiểu như là Mập nghĩ là ngon, ngon bên quán á. Tại vì Mập có tham khảo cái ý kiến của bạn bạn hồi nãy tên gì? Tên Bin. Bin á, bạn Bin á. Thì bạn Bin giới thiệu mấy cái món mà khách hay ăn bên đây thì Mập nói là ok, thì mấy món đó khách hay ăn thì chắc chắn là nó sẽ ngon rồi. Đó, thì ở đây thì có sườn nè cả nhà, sườn nướng lu nè, rồi gà nướng lu hồi nãy mình có quay đó, rồi đây nè là chuột chiên sả ớt, rồi ở đây là có thịt luộc với lại mắm chua nè, nghe nói mắm chua trên đây cũng là một cái gì đó gọi là quyến luyến thực khách lắm nha, nhưng mà ở đây là có phải là đặc sản gốc của Tây Ninh luôn chưa Tuấn Anh? Đúng rồi, cái này nhà làm á. Cái này như mắm mắm chua là cũng đặc sản. Này là mắm cá. Này mắm cá gì á? Này vừa mắm chua vừa mắm này mắm cái gì ta? Cái con cá này cái gì em không biết tên luôn. Cái cơm à. Cái này cá linh hay cái gì vậy? Không, cá đó là cái cá chèn. Cá chèn cá sặc gì đó. Ừ, cá chèn. Tại anh cũng có bán cái con cá chèn mắc lắm á. Anh đang có bán tới 370 một ký luôn. Rồi. Thì ở đây là có cái gì em? Cá âm cuốn bánh chén. Ở trong đây là có lộn xộn tép rồi luôn á nha. Cá đồng. Đó. Và bên đây đặc biệt cái nữa là món đồng nữa, nó là cua mình nghe muối. Trời kêu mấy món gì không mà cỡ nào mà ăn không hết. Này là hao bia luôn. Lắm á. Nếu mà nhậu là hao bia lắm á. Bởi vậy anh em mình đi xe mà tự chạy nó cũng là một cái gọi là sao ta? Luyến tiếc khi mà mình không uống được với bia. không ăn uống được bia phải mà chi mình đi xe kia để anh Lộc anh chở mình uống bia rồi. Nó hay biết mấy rồi vậy thì đây mình sẽ giới thiệu sơ cái menu của quán cho cả nhà tham khảo ha. Thì ở đây là có để ở đây là giường chôm chôm mười nu, thì ở đây là có nguyên cái giường chôm chôm. Thì hồi nãy là Bin á có nói là sẽ có một sự nhầm lẫn ở bên giường chôm chôm bên kia. Nhưng mà cả nhà nhớ là cái mười nu là quán chính gốc. Quán chính gốc. Không chi nhánh. Đó. Ở đây thì cũng có vẫn có những số điện thoại để mình liên hệ nè. Em đặt qua số điện thoại nè. 0916847458. Đó. Rồi. Đây là 380 con gà này cả nhà. Gà 380 là bao gồm là gọi gà,
rồi cơm cháy combo của nó là cơm cháy rồi gọi gà với lại gà rồi là 380. Còn sườn thì sẽ chấm với lại mắm thấm. Sườn là chấm với mắm thấm, ăn kèm với rau rừng. Cũng 380 luôn. Bên đây là các món liên quan tới gà nè. Gà, cá, rồi bò. Đó. Gà, cá, bò. Cá, bò, rồi. Cái nhà tham khảo ha. Đó. Em nói là cái mấy cái đợt cao điểm á, Tuấn Anh, thì một ngày em đi giao cỡ bao nhiêu sườn cho cái nhà hết hồn chứ? Một đợt cao điểm, một ngày em có thể giao tới khoảng đâu 10 triệu tiền sườn. 10 triệu sườn thì nó tầm khoảng mấy chục miếng, 30 miếng, hơn 30 miếng. Ừ. Đây, ở bên đây thì cái món đồng quê cả nhà. Đó là chuột nè. Ê, giống hình ha. Đúng rồi. Giống hình. Đó, còn bên đây là cái món đồng giống như cua nè, cũng giống hình luôn nè. Lẩu. Mình không có kêu lẩu cả nhà. Tại vì mới bị thanh niên này cho ăn lẩu lẩu mắm. Cái giờ mình nó ủng hộ lọc cái clip lẩu mắm nha. À, cơm, mì, khô à. Và bên đây thì có các món khác giống như là các món gì luộc ở nhà, rau rồi này kia. Cơm cháy khô quẹt. Rồi đây là gỏi à. Giờ trường hấp rồi cái kiểu. Rồi bên đây là các món giải trí, sinh tố lúa mạch. Đâu không, cái này là tàu hũ nè. Hũ chay, món chay. Ừ, chưa có cái menu nước luôn. Rồi, thì bây giờ mời anh em ăn ha. Rồi thì bây giờ thì xé gà giùm anh đi Khoa. Rồi bên đây cắt. Rồi, mới cắt không? Anh nhắc về gà, còn ai quay em anh? Anh thấy xé. Trời, anh thấy xé nó hấp rồi. Dẫn hơn. Ừ, xé đi. Nó hoang dã hơn. Yeah. Tuy nhiên á. Bật mí với cả nhà luôn. Tướng Anh là cũng là một cái một tay mà gọi là ăn uống mà thật thần kỳ cụ như cả nhà. Cái kỷ lục của em khi mà em ăn nhiều quá, em làm ăn được khoảng... cái món nào với lại bao nhiêu em có thể chia sẻ anh không? Cơm tấm thì cơm tấm thì em ăn cũng có thể được 8-9 dĩa. Rồi bánh xèo thì em ăn chắc 10 cái, 10 mấy cái. Vậy sao chưa không ăn cái bánh xèo đó vậy anh ơi? Thôi bánh xèo đó em bị rén. Nó bị... chè mà chè chén giống như bữa Hoàng á mà nhỏ hơn xíu nha. Ăn 40 chén. Cũng có thể là 50, tại bữa là em cái đợt đó là em đi quay chung ăn với mọi người rồi đâm ra cái bụng em nó bị lên bình rồi. Rồi. Lúc đó là em kêu hớp, em kêu tới 150 chén. Rồi. Nói chung là thôi, biết vậy đó, thì mình sẽ ghim mình để đó. Hôm nào Tuấn Anh sẽ mời Tuấn Anh về xuống Sài Gòn để đi huynh tạc với anh em bữa. Dạ. Không phải một bữa đâu, vài bữa luôn rồi. Dạ. Em cũng thường xuống dưới mà. Đúng dạ, không? Em thường xuống dưới. Nghĩ là mập á, mập nghĩ rằng là khi mà Tuấn Anh mà lên clip, ở sao em làm gì đâu với bạn? Đâu em cắt sườn. Ấy xé sườn luôn. Em sẽ giữ nguyên cái đồ này. Sườn là cắt xé không được đâu. Cắt hả? Cắt sườn mà xé hoàng xé tới lấn luôn. Thử các bạn, thử các bạn. Cảm ơn anh Tuấn Anh thử ơi. Cái điều bọn. Nghiệp dư quá. Thôi bây giờ mời anh Lộc trước cái này cái đi. Lớn ăn trước cái đi cho tụi nít ăn theo. Cái này là ngon à. Cua rang muối. Ừ. Đây để em xé cho bạn. Này ăn tức anh. Rồi mời cả nhà. Lên trước nè. Đây em không mời anh Lộc trước. Dạ, xé luôn nè. Xé cho Lộc miếng bự hơn. Xé luôn. Xé luôn mà. Đúng chắc không ai luôn á trời. Cắt đi Hoàng ơi, xé thấy xé hết cực không? Dạ. Với lại miếng bự đúng không? Đúng rồi. Miếng bự cũng nhỏ rồi. Đó. Wow, cảm ơn Hoàng. Cắt đi em ơi. Nó có cái đường. Đứng anh nó nói rồi xé mới hai miếng hết mẹ hết sơn rồi. Ổ quá. Không, mình ăn miếng bự vậy nó mới cảm giác. Biết sao không? Sườn này là sườn non á, sườn sụn luôn. Ăn đi anh Đức anh. Đứng anh. Cua rất là giòn nha. Ừ. Chiên ngập dầu á. Đây em mời hai anh. Đây. Chấm mắm thấm nè. Mời cả nhà. Mời cả nhà trên anh mập. Em mời mập em... cái đùi. Trời ơi. Trời ơi. Cảm ơn Khoa nha. Trời ơi. Anh cảm ơn em. Nói nghe nè. Anh á là anh cũng từng ăn mắm thấm rồi nhưng mà nhiều anh nghĩ chắc nhiều khán giả mà cũng không biết mắm thấm là cái gì á Tuấn Anh. Em có thể chia sẻ trong đó là có cái gì không? Mắm thấm là nó có đậu phộng, rau mùi rồi tất cả các loại gia vị xả, ớt, rồi sữa đặc các thứ. Nói chung là theo cái kiểu mỗi một quán nó sẽ có một cái gia truyền. Cách pha đi. Cách pha riêng.
Rồi, mà ai... sữa đặc là phải có trong mắm mắm đúng thấm. Một đúng rồi. Khi mà nó đúng rồi. Đúng rồi. Với lại mình mắm thấm là mình phải để trong một là thùng mát hoặc là để trong tủ lạnh chứ mình không có để ngoài lâu được. Ngoài lâu mình ăn liền thì ok, mình để lâu nó sẽ hư tại có sữa. Rồi. Mình đã mở cái màn được một kiến thức mới nữa rồi nha. Rồi. Thì mọi người ăn thôi, em đưa anh miếng bự gì. Ăn đi, ăn đi, cứ ăn đi. Rồi. Em mời cả nhà. Mời mấy đứa, em mời cả nhà nha. Mạnh Linh, Mạnh Lộc, mời mọi người nha. Chấm mắm thấm. Anh ăn thử cái nguyên bản rồi. Trời. Nó ngon ha, gấp đôi cái bà xá xíu luôn á. Có ai đang ăn này không? Cảm nhận với anh được hả? Ngon đó. Ở ngoài cái lớp cháy xém á. Ôi, ngon thấm. Không phải cháy xém mà mơ, cái này là cái gia vị nó thấm á. Đúng rồi, nó không. Nướng mà loại mà kiểu như để cho nó đút từ từ. Đúng rồi, nó có màu xanh xanh xém á, nhìn nó cho. Ví dụ cái này mình mua về ngày mai mình ăn được không? Được. Xíu cho anh mua mình thêm giờ quá. Nếu mà anh mua, để em nói mấy em lấy mấy cái miếng mà chín khoảng 70% thôi. Cái giờ mình nướng lại không? Giờ mình nướng rồi mới sống lại. Cho nó ngon. Còn đây là gà nướng nè cả nhà. Nhìn cái lớp thịt bên ngoài mình tưởng nó bị khô bên trong, nhưng bên trong rất là mọng nước nha. Trở lại cái sườn của em đi, cho em nó trọn vẹn cái nè. Em review trọn vẹn cái. Trời ơi, không nghĩ nó ngon mà nó wow vậy luôn á cả nhà. Cái này đó là chắc chắn là quán đã khứa ra để cho nó thấm gia vị vô trong. Thì chắc chắn là nếu mà nói nó không khô là không đúng. Ở ngoài nó cũng vẫn khô nhưng mà ở trong cái xớ thịt đó nè. Nghe thấy không? Nó vẫn còn mềm nha cả nhà. Trời ơi, ăn gì mà sao ngon vậy trời. Dính ghê luôn á. Anh nói xá xíu thường thường á, anh mập rất là thích ăn xá xíu. Vì xá xíu mà cái nhà không biết nó ngon rồi. Nhưng mà cái này là gấp 2, gấp 3 xá xíu nó ngon á, ăn thử được không? Anh ăn gà. Rồi để em ăn gà anh nè. Anh ăn gà nè. Cái tay anh vẫn còn dính cái vị ướp á. Kiểu như là bên cô ướp á, nó rất là thấm luôn á nha. Mà khi nướng lu á, cái than á nó sẽ dịu chứ nó không có nóng hổn. Nó làm cho những cái gia vị á, nó đi vào từng cái kẽ chân lông của con gà. Khi con gà nó đã chạy bộ trong vườn mà nó còn không phải săn lại nữa. Thịt rất là chắc. Ảo thật đấy. Đã mà em thấy con gà nó tươi ngon sao. Ủa, anh cầm gì ra kìa. Anh cái này món em mời nhà mời. Anh tính quay anh cự em đâu có kêu đâu. Rồi, rất là cảm ơn quán chè giò cũng độc quyền nhà làm luôn. Thí dụ như bán dĩa này là nhiêu đâu em nhớ không? Một phần nó là 10 cuốn là 100 ngàn cỏ nè tới 20 cuốn. Trời ơi. Đó là cảm ơn double. Cảm ơn quán với double. Rồi về phải ghim chừng 10 phút ra ghim lần địa chỉ của quán. Để cho cái này mình vô cái đi. Vô hả? Đi. Cho đây. Mừng Tuấn Anh nè. Mừng trà đá hai bia nha. Rồi. Rồi. Cho anh em mình. 1, 2, 3, vô. Đây, chúc mừng sự hợp mặt của anh em mình. Và thêm cái nữa là chúc mừng Tuấn Anh đang trong quá trình hồi phục. Đang Tuấn Anh đang, lúc trước là bị một sự cố á. Đó là Tuấn Anh, chứ lúc trước là đẹp tàn hình luôn á nhà. Mình, con trai mình gặp nó, mình còn mê luôn. Đã lắm. Thôi em cảm ơn anh. Anh xuống như này em quý dữ lắm mà. Hôm qua em nằm, ở nhà em nằm em hao hức, em đợi anh điện em rồi á để em. Tại vì anh muốn là Lộc xuống rồi cho nó anh em mới vui luôn. Em kiểu như để em dẫn anh đi ví dụ mà khách sạn gì mà anh muốn em book cho anh luôn. Tại vì em nói bút cho anh là còn ấy chứ. Mới nghe từ khách sạn nó nghĩa khác liền. Nãy giờ chưa chấm cái gì luôn á cả nhà. Chấm cái này là muối ớt đỏ. Chấm cái muối ớt đỏ hoặc là muối ớt đỏ nữa. Rồi, cảm ơn em. Đây, thử rồi. Nhưng mà thật sự là nó ngon mà thiệt. Nó ngon tàn hình luôn. Chất lượng. Phải nói là nó khô, nó có khô thiệt á. Cứ mình nướng mà cái mềm là không thế nào, nhưng mà nó thấm cái kiểu gì á. Nhưng mà giống Tuấn Anh nói á, là một phần gà nó sẽ kèm theo hình như là cơm cháy với một phần gà.
Đó, chứ không phải chỉ riêng là gà không đâu. Cái gì mà, cái gì em buồn là chuyện gì mà em... Dạ không, em định lắc lặt lá là coi em yêu, không yêu, yêu, không yêu. Nếu anh ra lá đó lá gì? Lá lụa. Ha ha ha, lần này sẽ đúng. Thấy không mọi người, comment thử nha. Cho mọi người xem cái lá đi anh. Đúng rồi. Lọc anh thử có mở đây, xem cảm giác như nào. Nó có khác với cái chỗ... Nó bóng như lụa, đúng rồi. Đúng rồi cái tên, phải không? Phải không Hoàng? À. Đây, ở đây quán là làm công thức riêng á anh. À. Anh sẽ cảm giác nó khác hơn ở chỗ ngoài. Nó không bị cứng. Nó không khôi mà nó thơm ở trong, đúng không? Nhưng mà bên trong gắn rồi nó hơi mặn mặn. Thơm cái... Như là mở ra được ướp muối trước á. Sườn này là mình sẽ chấm với mắm thấm. Mắm thấm ha. Mời cả nhà. Chấm là đúng sống. Chấm này mới thấm mày mời. Không thấy miếng sườn nữa, chỉ thấy mắm thôi. Thật sự là khi lên Tây Ninh á, cái kiến thức ẩm thực của anh á, về Tây Ninh nó còn hạn hẹp lắm. Nhưng mà anh coi được nhiều clip review về mấy món như Tây Ninh thì anh cũng có xem được cái clip mà gây tranh cãi cái giữa cái mắm chua này nè. Có người thì nói là đặc sản của Tây Ninh, nhưng mà người Long An mà ngay chỗ cái sản xuất cái mắm chua này người ta không chịu, nó nói là đặc sản của Long An. Thì cả nhà nếu mà ai đang xem cái clip này mà thí dụ như ai mà biết về cái mắm chua mà chấm cái thịt luộc này nè, mà biết cái đặc sản ở đâu thì cả nhà bình luận thử coi ở đâu cả nhà, mà thấy là tranh cãi ở trên cái tóc nhiều á. Rất là nhiều. Có người có người ở ngoài miền Trung cũng kêu mắm chua cũng có đặc sản ngoài đó luôn. À thì đó. Miền Tây cũng vậy nữa, nhất tất cả loại mắm. À, thì mình bản thân mình cũng vậy, nhiều khi ở quê hương mình mà có một cái đặc sản mà bị chỗ khác nói cái đặc sản đó của người ta, cái mình cũng đâm ra mình cũng tức chứ bộ. À. Thôi bây giờ ăn cái pha. Dạ. Chả giò quán tặng đi để hồi nó mềm nè. Quán tặng thì cũng rất là cảm ơn Tuấn Anh, cho Tuấn Anh trước nè. Đó, mời Tuấn Anh nha. Tuấn Anh nhiều rụng quá vậy. À, có như rượu chủ nhà mời phải cho chủ nhà uống trước. Kiểu cháu xì, cháu xì. Mập thì cho nó mập trước à. Dạ, cũng đã từng mập rồi đúng không? Rồi đó em mập cao điểm nhất là bao nhiêu ký đúng không anh? 101 ký. Trời đất ơi, bởi vì nói không có thể nào mà có cái chuyện mà nó ngoại lệ khi mà mình ăn nhiều mà nó không liên quan tới sự mập hết trơn. Mà đó bao nhiêu ký nào? Dạ 135. Đó, thứ dữ không à. Trời. Nhiêu ký nè? Thằng 89 vậy đó. Ừ, 89 mà lúc nhỏ là cũng tàn hình rồi. Đây. Chấm với nước mắm ngọt nè anh Lộc. Đó. Cái này mà quốc. Cái này không phải chấm nữa hả? Ừ. Mắm ngọt không? Mắm ngọt. Có chấm mặn nha. Rồi cái nhà nha. Trời đất ơi. Ngon. Thực sự luôn, không hề có một cái sự sắp đặt nào ở đây luôn. Mập đó là Mập coi trên review TikTok xong Mập dự định là chiều hôm nay Mập sẽ ghé đây, tự nhiên gặp Tuấn Anh cái Mập nói là em biết quán Mười Nô không, nó kêu anh muốn ăn cái gì em đặt cái đó, xong cái đặt mình cũng chả biết là có mối quan hệ với quán nữa, xong vô đây kêu là ba má em, ba má nuôi của em rồi. Rồi mình nghĩ là thôi, tàn hình rồi chiếc này rồi. Đúng thật sự là ăn mấy món rồi, quá ngon luôn. Nói là cảm ơn em. Ừ. Nhiều khi không có em mà biết đâu đặt không vụt cái đâu ăn được. Đúng rồi. Cháu là Tuấn Anh rất là nhiệt tình. Đúng rồi, Tuấn Anh cũng nhiệt tình. Công việc để đi với anh em mình đó. Dạ. Đó là điểm mà rất là quý với Tuấn Anh. Quang. Cũng cảm ơn mấy anh cũng đã xuống đây chơi. Cũng có liên hệ em làm vui rồi. Một khách sáo không? Em đâu khách sáo đâu, em khách sáo lên Sài Gòn không kiếm đâu. Anh thấy em không ăn gần khách sáo. Không, em ăn mà. Ăn đi em. Nãy anh kia mà ăn vô cái tô luôn, ăn hết tô cơm, biết đâu ai ăn cái tô cơm đâu. Chuột. Thôi rồi. Anh ăn chưa, nãy giờ anh ăn chuột chưa? Chưa. Mình cái đồ đũa này. Này. Chuột này nó nói chung là ăn nó cũng... nó có cái hay của nó là nó nhỏ, nó làm mình dạng miệng hơn, mấy chị gái cũng có thể là không có bị gán. Mình xa xa nó giống những con cút á,
Ờ, nó nè. Nó coi coi à, nè ăn đi nè. Ăn đi nhiều vậy đó. Đúng rồi. Ăn nhiều cái mặt. Không mà con chuột nhỏ này chúng ta ăn được cái xương luôn á. Ừ, đúng rồi. Này người ta sẽ chấm với muối ớt đầm. Wow. Tuấn Anh làm tới những cái loại nước chấm luôn. Mỗi loại đồ ăn là Tuấn Anh sẽ giới thiệu món nước chấm. Ngon nhá. Ngon thật sự. Nãy giờ là 4 món rồi đó. Món nào cũng rất là dính luôn. Dạ. Món này thử nè. Cái này chấm với gì vậy nữa? Muối tiêu nữa. Đấm muối tiêu hoặc là muối ớt cũng được. Thôi anh khỏi chấm luôn rồi. Đỉnh đó. Thôi, thôi giờ ăn món nào cũng ngon, bây giờ mình kiếm món nào cũng dở đi. Anh ăn mà ngoài đây nghe luôn. Cơm cháy. À. Cơm cháy. Cơm cháy dở hả? Không, cơm cháy chấm. Cơm cháy chấm chấm với muối ớt. Thử coi. Tự nhiên mình kêu muốn dở cái chỉ kim cháy. Tớ nào kim cháy dở chứ. Này. Thử nha. Xin phép bây giờ ăn trước cái. Chấm này hả? Đúng chấm, đó hả? Chấm muối ớt đỏ hoặc chấm nước mắm ngọt. Trời đất ơi, kim cháy mà cũng ngon đó trời. Cái quán gì là mở lạc kì. Món không ngon, biết món gì không? Ừ. Món gì? Không rau. Vậy là sai lầm rồi. Mấy cái món này mà không có rau là ăn là hơi bị ấy á. Nó là sự kết hợp với nhau. Lấy miếng chén gì? Lấy thử miếng gà kẹp vô anh. Anh ăn với sườn đi. Ừ. Anh ăn canh cháy với sườn. Đúng rồi. Trời đi xé tay anh em mình không à. Dạ em cảm ơn. Hồi nãy anh cũng chưa có bên rửa. Bên ngoài cháy. Trời đi. Bên trong giữ được cái đồ dẻo. Phục đó. Cơm. Mà mùi vậy rất là thơm luôn nha. Hoàng sống đó ăn rồi em. Đố anh. Có công thức gì? Nghĩa là nước cốt dừa. Có một thành phần nữa. Có nước cốt dừa. Có nước cốt dừa. Có. Bây giờ món gì em chưa thử ra. Này. Đây em đang làm. Ờ. Quá đã rồi. Anh thử cái này chứ. Nếu là có cái món gì đó không ngon trên bàn này á. Thì chỉ có thể là xương thôi. Nhưng mà đối với mình không ngon, nhưng mà đối với những chú cuốn á thì rất là ngon. Vậy là ấy là vui vui đôi đường rồi. Đúng rồi, những chú cuốn đang quay quần ở dưới bàn mình nè. Nghĩ hổng ăn đó. Món là cũng ngon chứ. Đây, em mời anh. Trời đó. Cảm ơn em, đa tạ em. Này mình nấm như này phải không em? Đúng rồi, chấm nước mắm ngọt. À. Mới vừa ăn cái này chưa hết cái độ ngon ở trong miệng nữa, đưa thêm cái món này nữa. Món này chắc chắn thì cũng sẽ ngon luôn rồi. Ôi, nguyên một con cá luôn nè. Nếu mà cái cái gầu tép. Cái mắm chua này nè. Cảm giác chị á thì sẽ phải kẹp một con tép với một con cá. Anh ơi, đâu rồi anh Lộc ơi, bây giờ nói mắm chua nhưng mà thật sự ăn vô nó không có chua nhiều. Tại phải nó hơi hơi xíu. Phải âm á. Ừ. Dạ. Để bỏ hắn tắt. Đây là có bỏ thêm gừng. Riền chứ. Không có riền nữa. Thôi. Cuộc đời của em á, tiền bạc á, đối với em chỉ là phù du thôi. Nhưng mà danh dự của em, đối với em mới là tất cả. Bây giờ Mập dùng danh dự 30 năm sống cuộc đời của Mập, khẳng định là cả nhà nếu mà đi Tây Ninh á, nên ghé quán Mười Nu. Thật sự luôn. Còn giá thì hồi nãy Mập nghĩ là giá đối với Mập đó nha, thì nó hợp túi tiền của Mập. Còn cái nhà thì cái nhà suy nghĩ sao, hồi nãy Mập có công bố giá hết á. Mấy món giống vậy là chỉ 100-150 thôi. Còn hồi nãy chỉ nhớ được cái món sườn với món gà là 380. Đó, đó dùng cái danh dự luôn á. Ngon, nó hợp khẩu vị của Mập thì Mập nói nó ngon thôi. Đó. Đó. Ồ, hình như là món này là món cá nè. Ừ. Cá nè. Khoa, anh Lộc mở cho anh Lộc. Nhưng mà được á. Đó còn phải nó cuốn anh giống như chúng anh nó cuốn em à. Anh mới vừa nói luôn á, chúng anh chưa được kịp nói nữa. Ôi. Nó để nó mở vô ăn một cái nó béo. À. Tuấn Anh và Khoa có hai sự bổ sung hoàn hảo. Đó là Tuấn Anh Khoa quấn cá, còn Tuấn Anh là rưới thêm tấp mỡ.
Tuyệt vời. Ta được cái nhiệt tình, còn Tuấn Anh được cái tinh tế. Ba Tuấn Anh mà kết hợp thành một đôi thì là ăn ý làm việc á. Em nghĩ gì em? Em lo cái gì? Xem em sặc nước luôn. Mình kết hợp tử gà với cái nước chấm. Được, chấm được. Tại tính quay qua ta trách mẹ nói à, ông nội này ăn ngon nãy giờ nó không nói gì hết trơn. Hên được cái cầu review á. Quá rồi đúng không? Gà này là gà há buồn đúng không? Đúng rồi, được. Cái độ gà đúng rồi, anh Tuấn Anh khẽ nó hoàng không cho xé miếng bự rồi đúng rồi. Ăn miếng bự lắm. Nè mới miệng quá à. Miếng nhỏ hơn. Quen anh mời em. Tinh tế quá, cảm ơn anh. Đầy đủ hết. Anh cũng muốn đúng là anh pha. Anh này chấm với cái này đúng không anh? Đúng không, không, không. Không, cái này nè bà. Đó, bên đó có anh chém đó. Lại sai lầm rồi. Gao ê hề luôn nha. Cái nhà nha. Hoàng kia với tô cơm mà đúng bài à. Tô cơm mà ăn với cái cá ôm này kia nữa nè. Xong mới tiết trời mưa mưa cả nhà. Hình như là anh thấy cái cảnh mà Hoàng đang ăn cơm với lại cái này ở đâu một lần rồi nè. Nhớ không? Giấc mơ. Không, có một lần tụi em ăn mà Hoàng nó ăn cái đó một lần. Không nhớ cái tiệc nào á. Mình nhớ hết các bạn. Cái đầu phải đây, cái đây mới vô đồng đồng anh cuốn miếng. Cái khác hả? À. Rồi nhớ rồi. Thôi bỏ quay. Này ngon nè. À, này gì em? Thô cơ. À, rồi, anh sẽ ăn giùm bà anh nha. Đó là thịt phụng là thích ăn. Nhấp thô câu. Nhấp thô câu. Như dầu cánh. Em ơi, thô câu này rất là ngon nha. Ăn giùm em cái phong cầu này. Anh làm vậy em ăn lên con gà nữa. Vợ ừ. Em cũng phải phong cầu nữa. Ủa? Có rồi. Để chút nữa mình sẽ kiếm một con gà mang về. Cắt cái phong cầu đưa lại cho Linh. Thôi để con chạy cũng tối rồi. Để tối em cho phong cầu của em cho vợ em ăn. Phong cầu của em ăn nó no. Hôm nay làm như vậy đó của em à 8 tháng rồi hết. Cho cái can nước mình nữa. Can nước không. Nhưng mà trong cái mắm chua á là có tỏi nữa nè Tuấn Anh. Đúng rồi, có tỏi. Có tỏi không? Nó có mắm chua, nó có hai loại. Có loại kia. Tỏi ngâm. Cái loại mà đợt trước em cho anh là cái loại đó khác nữa. Cũng trong đây luôn. Anh không biết. Thế anh không biết đợt đó không? Anh không biết. Đó anh không biết hả? Em có cho anh đâu anh biết. Giờ Tuấn Anh đã gặp Linh mà biết anh Linh rồi. Ngốt xuống Sài Gòn chơi. Chọc ghê thôi chứ Tuấn Anh rất là nhiệt tình nữa nha. Nhớ mà cái lần mà anh em mình đi quay mà một ngày mà 10 clip ở trên cái chuyến xe 30 chỗ đi quay từ Sài Gòn tới Củ Chi tới Tây Ninh đi quay về luôn là khoảng 2 giờ khuya. Đúng rồi. Thì lúc đó cũng Tuấn Anh cũng là người mà dắt anh em mà đi vòng vòng trên Tây Ninh. Thì lúc đó là gặp Tuấn Anh lần đầu, cho dù Tuấn Anh nó biết mình là nó coi qua clip, nhưng mà mình mới gặp Tuấn Anh lần đầu là lúc đó Tuấn Anh lên trên của Mập Food là clip đầu tiên đó. Thì anh em cũng chả biết nhau nhiều nhưng mà Tuấn Anh cũng có tặng quà là khẩu muối. Đúng rồi. Đúng không? Đó. Thì rất là nhiệt tình hả? Còn chiếc này thì chưa thấy tặng gì nha. Trái giò của quán Tuấn Anh chỉ mừng rồi. Cái này là em tặng. Rồi vậy thôi không nhận. Còn mà muối để bước em lên Sài Gòn. Cái này là ấy là có ý đồ là em lên Sài Gòn. Dây dưa nè. Có ý đồ dây dưa với dây dưa hả? Nhưng mà chắc chắn cả nhà, cả nhà Mập nói là Mập sẽ làm là chắc chắn sẽ có clip Tuấn Anh với lại một bạn nào đó hay là Tuấn Anh solo một mình trên kênh của Mập Food. Chắc chắn Mập nói là sẽ có. Kiểu như
khi mà mình ăn ở trong không gian này nè, bên cạnh những người anh em á, thì nó sẽ có rất là nhiều cái ID, rất là nhiều cái ý tưởng. Yeah. Thì chụp giật ở trên đây được cái ý tưởng nào thì cứ phát huy thôi Tuấn Anh ơi. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà trên tinh thần là em phải khỏe lành cái tay đã. Tại vì thường ở đây là hoàn ăn hai tay vậy nè. Còn em mà một tay là nhiều khi nó bị mất đi phần nửa công lực á. Đúng rồi, mất nửa. Anh nói sai rồi, quèn nó đâu có ăn, nó nuốt. À. Quèn nuốt ha, hai tay rồi quèn nuốt với nóng ăn. Hai tay không phát triển. Gấp dùng miếng chả. Thì dạo này á, kênh của Mập thì mấy đứa vẫn còn ăn thử thách. Nhưng mà đôi khi bên cạnh đó thì sau một ngày mấy đứa ăn thử thách thì nói chung cái nhà cũng biết là cái khả năng ăn của mấy đứa rồi. Ăn thử thách là tầm 1-2 tiếng sau là mấy đứa có thể ăn được. Đó, ăn ít ăn nhiều thôi. Thì Mập sẽ làm những cái clip mà anh em ngồi chung với nhau để mình nảy sinh những cái ý tưởng, để lên kế hoạch để mình quay cho nó hoàn hảo hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cho anh em, tại vì khi mà ăn thử thách đó cả nhà biết, ăn thử thách thì đâu có thể nào mình thưởng thức cái món ăn trọn vẹn đâu. Đúng rồi. Giống như khi mà cái chả giò đi, bạn nó ăn thử thách thì nó đưa vô cái một hai cái nó nhai xong cái là nó nuốt tiêu rồi, chưa cảm nhận được gì nhiều, nhưng là nó không có biết cái gì luôn đó. Thì những cái buổi ăn giống vậy nè, bạn nó mới cảm nhận được. Thì thông qua đó thì Mập sẽ tạo ra những cái buổi mà giống như là giống như vậy rồi, để cho anh em có sự gắn kết hơn đó. Thì mong là cả nhà sẽ ủng hộ từ cái clip ăn thử thách, hoặc là cái clip này, hoặc là cái clip nào mà có mặt anh em ở đây nha cả nhà. Anh gọi hả? Gọi đồ lòng. Đồ lòng đúng rồi. Có con gà này luôn không? Con gà này luôn. Còn con gà tận dụng hết luôn. Còn lông đâu? Lông đem đốt này. Đốt để làm cái khác. Ừ. Lông là đúng, đem làm chỏi lông gà đó. Con gà thì đốt lông nha, nhưng mà hồi xưa ở dưới quê anh nó còn dịch nó, nếu mà làm xong rồi dịch là đổi được dép á. Đúng rồi. Hả? Nhưng mà lâu lắm rồi, bây giờ hết rồi, hết chuyện đó. Trên này có không lòng? Dưới trên Sài Gòn có không? Còn dép đứt á, là đổi được kem dưới quê em á. Cà lem á. Ừ, cà lem á. Anh chỉ ở quê anh á là đổi chó lấy nồi son. Thiệt, ừ. Đó là kiểu như mấy người mà mua chó á, vô người ta sẽ mang theo những cái nồi son này mà kiểu như nồi nhôm rồi này kia đó. Vô là chó nhỏ thì đổi được cái nồi nhỏ, chó lớn đổi được nồi bự. Rồi mấy hàng xóm thì kiểu người ta nuôi nhiều quá thì người ta sẽ đem người ta đổi, để nó đổi qua cái vật dụng mà bếp. Mỗi nơi thì nó sẽ có một cái văn hóa khác. Còn ở dưới em thì nó giống như lâm dịch thì sẽ đổi được kem hoặc là nồi ni son chảo nè. Nhưng mà ví dụ như nó giá trị cao thì bình bù thêm tiền. Còn thao ở dưới em sẽ có một câu giống như vậy nè, không biết ở nhà ở miền Tây có hay nghe câu này không? Câu rau. Thao nhôm mũ bể lông dịch đổi đồ mới đây. Đó là thao nhôm mũ bể nè, là bể ra rồi. Anh thử tận dụng giống như là dây chai á, kiểu như vậy á, nhưng mà ta có câu rau đó. Rồi nó ăn sâu vô luôn, tới em giờ là bây giờ rất là lâu rồi không nghe lại được nhưng mà vẫn nhớ. Ừ. Câu ở dưới em là dép đứt thao bể đồ bán đi. Đó vậy đó. Câu em dưới là đi. Đó vậy là có. Ủa mình tự nhiên sao mình nói tới cái chuyện đó. Tôi bắt ngủ. Không, tại vì hỏi gì cái lông gà. Đúng. Ừ. Sao no chưa? Em ăn nói chung là vừa bụng. Phải ăn hết này. Dạ. mình ăn không hết mình gói mình đem về. Không, anh không thấy đem gói đem về. Anh muốn em ăn hết rồi. Không có từ điển đó. Hay. Cho nó dành cho Hoàng là chính xác. Anh Lộc, anh thử đổi anh Lộc. Ngon quá. Ở đây có mấy anh kia kia cũng cái tiện lợi á. Chung nó là đồ dọn dẹp á. Đây trong cái gõ này là có luôn cái chân này lên. Đó, nó là đồ lòng với chân nó ấy mà. Này là cổ nhiều con kìa. Thay vì nấu cháo á. Phải không? Điên quá kìa. Hai giò hai màu. Mày hỉ đi em. Cũng có nhiều nhà hàng khi mà em vô em kêu nữa con gà cũng hai cũng một câu đó rồi sao? Không có, không cứ tuyệt vời mấy nhà. Ừ. Tuyệt vời, ăn hết hai chân chân đen chân trắng như mình.
À, mình phát hiện ra được một món đã sắp hết rồi nha cả nhà. Đó là món cua gan muối. À, chắc Lộc nãy giờ bơi nhiều lắm chứ mà anh Lộc nè. Vừa bơi vừa chia sẻ cho những anh em. Rồi, hay. Nói chung hết món là mình mừng. Cái chủ nghĩa của mình với lại Mập nghĩ là anh Lộc luôn. Hoặc là anh em ở đây là sẽ không phí phạm đồ ăn. Đúng rồi. Tại vì mình nói chung là mình trưởng thành mà đứa nào cũng mặc hai ba cái quần á, tóc anh Lộc đó, anh Lộc nó hai màu rồi cả nhà. Là còn màu đen thôi. Mới nhuộm. Thì mình đã biết cái sự mà khó khăn khi mà mình không có miếng ăn là như thế nào, nên chắc chắn một điều là không bao giờ phí phạm đồ ăn. Chỉ có xương ăn không được là mới quăng ra thôi. Đó. Đó thì ở đây thì bây giờ đợi anh em tàn sát hết những cái này mình mới kết clip. Nhưng mà khi ăn ở trong không gian mà xung quanh cây cối vậy nè. Ờ nói vậy chứ lại giờ em chưa chấm mắm thấm nha. Ờ. Nãy anh có chấm rồi nhưng mà thấy mọi người chưa chấm á nên anh là người khởi đầu tiên á. Ủa như cái nào cái này chấm mắm thấm đúng không? Rồi, cái đó chấm xương nè. Xương chấm hoặc là gà cũng chấm được. Đây đây chấm mắm thấm. Anh nói tiếp là giống như ăn trong cái không gian mà thiên nhiên như này cả nhà. Dạ. Mình đi vào buổi sáng á nó cũng là một cái trải nghiệm để mình có thể nhìn cái khung cảnh xung quanh á. Thì anh em mình do tới trễ á, nên trời nó sụp tối rồi. Nói chứ tới buổi sáng là vào mùa chôm chôm á, cả nhà có thể trải nghiệm hái chôm chôm luôn đúng không Tuấn? Đúng rồi, đúng rồi. Chôm chôm, có mùa sầu riêng thì sẽ hái sầu riêng. Ủa, có sầu riêng luôn hả? Có. Ở đâu? Vườn bên đó. À, vậy là hái của hàng xóm hả? Hay là không, ở bên không, đây vườn luôn. À, vườn của mình, ok. Lâu có măng cục nữa anh. Nhưng mà hái sầu riêng chắc trả tiền mệt á. Cân ký, cân ký. Cân ký. Ở đây nữa. Còn mà chôm chôm thì hái hiểu nào bao anh hết. Ý là mình ăn tại đây. Thì còn mình mua thì là tính đem về, còn mình ăn mình hái đây mình ăn bao nhiêu cũng được hết. Sầu riêng có dịp nào bao vậy không? Anh lên. Như để em thấy là một cái ưu đãi. Nhiều cái cây mà bao vậy là người ta sẽ có cách để trị những người ăn á. Trước ngày mà bà bao ăn là người ta sẽ xịt thuốc chứ. Hay vậy. Hợp lý. Giỡn thôi. Không có. Nhị tình lên nào. Mà làm như vậy đâu. Nhị tình lên nào. Ăn miếng chuột kìa. Rồi thì ở đây thì nói chung là clip nó cũng đã dài rồi. Cũng gần cuối clip ở nhà thì Mập xin nhắc lại cái quán mà anh em mình đang ngồi. Để cho cái nhà nắm lại một cái nữa là quán Vườn Chôm Chôm Mười Nu. À, địa chỉ thì phải để Tuấn Anh ấy rồi chứ Mập thì Mập cũng chưa nắm nữa. Địa chỉ là hẻm 19 Ninh Hòa, Ninh Thạch, thành phố Tây Ninh. Ngay cây xăng 53 chạy vô. Cây xăng 53 chạy vô chính ngã tư với tay trái là gặp quán anh Chôm Chôm Mười Nu. Rất là rộng luôn đó nha. Hoặc là ở nhà có thể một cách đơn giản nhất, nếu mà hai ngành công nghệ thì mình lên Google, mình cứ đánh là quán Mười Nu thì Google sẽ chỉ đường cho cái nhà tới. Quán này là một quán một không chi nhánh. Không chi nhánh luôn đó nha. Rất là rộng luôn, cái nhà đừng có sợ mà không cho chứa. Xe hơi đã. Xe hơi, xe máy. Xe máy thì 30 chỗ cũng chữa được luôn. 30 chỗ cho tới đây được luôn. 30 chỗ để bên cầu anh. Nghe nó bên cầu thì nó xa nhưng mà bên đó bước qua tầm 20-30 bước rồi cả nhà. 20-30 bước. Du lịch thì 4 chỗ 7 chỗ rồi qua đây ầm đùng vui đó được. Bạn nói vui tôi đã cười. Rồi thôi bây giờ thì anh em vẫn ăn nha, nhưng mà mình chắc Mập kết thúc clip. Clip cũng đã dài rồi cả nhà, thì nếu mà quay nữa thì chắc cả nhà cũng nản năm xài lắm hả, cũng xem luôn hả? Đúng rồi. Cậu anh tự tin quá vậy, em thì em sợ cả nhà không xem. Em là cả nhà ủng hộ anh em mình mà nên cả nhà sẽ xem thôi. Mà xem lúc thức hay là xem lúc ngủ thì không biết. Em tính nói anh lại quen vậy là tốt, cái xong anh thả thòng câu nữa cho anh bế tắc luôn. Đã có những cô chú á nói là ủng hộ anh em mình nhưng mà do công việc á thì bật tivi lên á cho chạy hết luôn cái clip luôn. Có khi nào chạy qua cái kênh khác không? Thì phải chạy qua kênh khác. Cái kênh khác hay hơn kênh mình, cái cô chú quỷ đăng ký kênh mình luôn. Rồi. Cô chú phải nếu lại kênh 1 phút vlog hả? Ví dụ cô chú thấy cái video 45 phút cô chú cài. Lặp lại. Rồi.
Thì mong là cô chú hoặc là anh chị em đang xem kênh đó vẫn là ủng hộ anh em mình để anh em mình có động lực để ra nhiều cái sản phẩm, những cái siêu phẩm, những cái mà gọi là nín thở của mấy đứa giống vậy nè. Rồi những cuộc gặp gỡ anh em hội tụ ăn uống những cái món ngon như thế này để truyền tải những cái địa chỉ ăn uống ngon cho khán giả xem kênh ha. Còn về riêng bên tay trái Mập thì anh Lộc Mập luôn, khi nào mà anh Lộc đồng hành với Mập thì Mập luôn kêu gọi khán giả bên kênh của Mập qua ủng hộ anh Lộc bằng cách là đăng ký kênh của anh Lộc để anh Lộc có thêm nhiều view, nhiều kinh phí để vận hành quán Phọc nè. Giờ này bán được không? Giờ này bán ổn á. Ổn không? Ổn thì vậy thôi, thôi đừng đăng ký cái nhà, chừng nào không ổn á đăng ký. Phải ủng hộ dù ổn hay không ổn nha nha. Rồi, thì nó cái nhà đăng ký kênh ủng hộ anh Võ Sĩ Lộc nha cái nhà. Rồi thì bây giờ thì anh em kết thúc clip tại đây, rất cảm ơn cái nhà nãy giờ đã dành thời gian quý báo xem hết clip của Mập Food nha. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau. Bye bye.